Trước mắt quý vị các bạn là chiếc đĩa bãi ba kênh Akai quá nhá, một thương hiệu của Nhật Bản. Con này thì có cắt cốt quá nhá. Chiếc đĩa này thì chất âm rất là hay, tiếng rất là ngọt ngào và đánh rất là lực. Với công suất của nó 700 và 900W là kênh súp thì các bác chơi gia đình hoặc là đánh ở những cái phòng hát nhỏ rất là hay luôn. Với chiếc đĩa này thì em cũng xin được test gửi về cho mấy khách hàng ở trong Huế, Anh Bình, có địa chỉ ở phường Hương Vinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế nhé. Thì bác khách hàng này bác chuyển hết tiền rồi, Đấy. Với chiếc đĩa này thì giá bán là giá là 5.800.000 thôi nhé, 5.800.000 để ba kênh, hàng cực kỳ là hiếm và công suất cực kỳ khủng luôn. Một trong những dòng đĩa bãi thương hiệu Akai, một thương hiệu rất là lớn của Nhật Bản, với chất âm hay, tiếng khỏe. Hiện tại thì em đang sử dụng đánh kênh 1, kênh 2, còn kênh súp thì chưa sử dụng đó nhé. Thì con đĩa này thì nó rất là hay luôn, thì nó có cắt súp. Đấy. Con này thì có cắt súp thôi nhé. Thì ví dụ như các bác có thể là vào tín hiệu ở đằng sau chỉ cần vào hai kênh thôi. Các bác vào kênh 1, kênh 2, không cần vào kênh 3, thì chúng ta gạt cái công tắc này thì nó sẽ là ra được tiếng súp luôn. Các bác ra loa súp luôn và nó cắt súp luôn đó nhé. Còn nếu mà các bác gạt cái rác này xuống thì vào kênh nào đánh kênh đấy. Tức là các bác có thể là dùng kênh này không đánh súp nữa mà đánh loa lời cũng được. Đấy. Thì lúc này thì tín hiệu nó không vào nữa nhé. Chỉ vào hai kênh thôi. Tiếng rất là hay luôn thôi nhé. Tiếng rất là ngọt ngào luôn. Tí bác em test đoạn nhạc lời bác nghe, tiếng cực kỳ là hay. Và con này thì nó sử dụng cái mặt của nó phải mặt phay nhôm thôi nhá. Mặt phay nhôm và nó có dàn đèn nháy cực kỳ đẹp này. Đấy. Dàn đèn LED rất là đẹp luôn. Ba kênh thôi nhá, có cắt súp luôn. Một trong dòng đẩy cực kỳ là hiếm thôi nhá. Và chất âm hay, công suất khỏe. Đấy, tiếng rất là hay. Hiện tại thì ngoài trời đang mưa rất là ồn quá nhá. Thì các bác đeo tai nghe và chúng ta cảm nhận chất âm. Đấy, các bác nghe ngoài trời nó rất là ồn luôn. Nên là chúng ta đeo tai nghe và cảm nhận chất âm của nó sẽ chi tiết hơn quá nhá. Tiếng rất là hay luôn. Đấy. Con này tín hiệu đằng sau vào đây quá nhá. Các bác nhìn cây súp thì nó có chữ bát này. Bát lên bút này. Còn là kênh full đây. Kênh full đây đây thì đây. Đấy. Kênh full đây hai kênh hai đường này. Đấy, công tác gạt này, công tác này là công tác gạt nếu mà gạt lên ấy thì các bác vào hai kênh này thôi, nhưng mà nó ra được ba kênh. Kênh ba ra súp luôn thôi nhá. Đấy, còn nếu mà gạt xuống thì nó sẽ lần lượt từng công tác. Còn công tác sau này khi mà chúng ta bật thế này thì cái dàn đèn LED nó chạy, còn nếu mà tắt lên này là dàn đèn LED nó không chạy nữa nhá. Rất là hay. Đường giao loa của nó thì bằng đây. Dẫn điều trích này. Còn có thể dụng cọc loa thôi nhé. Đấy, nó nuôi chiếc hoặc cọc loa. Đấy, em quay rất là rõ ràng các bác để các bác về khi nhận hàng thì chúng ta kiểm tra cũng như là chúng ta test nó dễ. Tiếng con này rất là hay. Đây em bật các bác nghe một đoạn nhạc nhạc có lời thôi nhé. Con này thì tiếng nó rất là dày ra. Cốc cà phê. Bass sâu, mềm và chắc rất là sáng. Với mà hai kênh full phát có thể đánh một cặp loa bass 40 như này và một kênh súp đánh một quả súp 50 thôi nhá. Chơi rất là ok luôn. Từ xa tôi về phép 24 giờ để tình thương trong người thương. Chân nghe quên từng biến sỏi đường. Tiếng nó rất là hay và ngọt luôn nhá. Đây quay cho bác xem cái nội thất của nó đây. Nguồn to dã man luôn. Nguồn to tầm hơn 20 thôi nhá. Đấy, nguồn rất là to. Tụ còn phẳng tụ nhiều, 10 tụ nhá, 10 tụ đồng nguồn. Con này nó sò xuống là to Toshiba, đấy, dòng sò của Nhật thôi nhá. Chất âm rất là hay. Chung còn linh kiện máy móc thì còn rất là chất luôn. Những con đẩy này thì các bác về chơi thì cực kỳ yên tâm thôi nhá. Nó còn đẹp. Đấy. Đấy, bác nào mà quan tâm những dòng sản phẩm như này thì gọi cho bên em theo số máy 0385 2228 nhé. Cảm ơn bác khách hàng rất là nhiều, thì em test để làm một video để lưu lại chút kỷ niệm giữa bác khách hàng với cửa hàng, cũng như giới thiệu toàn thể quý khán giả khắp mọi miền. Các bác có thể tham khảo với dòng đĩa bãi ba kênh tại cửa hàng, giá 5.800.000 bác nhé. Xin chào bác.